Hoa vàng lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn Tiến Thành ngồi đại phùng với 9 bàn thắng. Sau đây tôi xin trình bày đồng chí Đinh Hồng Minh, bí thư đoàn thanh niên phường Phúc Thắng lên trao giải cá nhân cho những cá bán nhân xuất sắc. Xin nhiệt liệt một tràng pháo tay ạ.